Chào mừng đến với video hôm nay. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá 5 mẹo tuyệt vời để giúp bạn chuẩn bị cho những buổi chạy bộ tốt nhất của mình. Dù bạn mới bắt đầu hay đã là một vận động viên chuyên nghiệp, những mẹo này sẽ giúp bạn tăng cường hiệu suất và tránh những chấn thương không mong muốn. Vậy hãy cùng tôi khám phá những mẹo này ngay bây giờ. 1. 5 mẹo khởi động trước khi chạy. Mẹo thứ nhất là hãy khởi động cơ thể của bạn đúng cách trước khi chạy. Đừng chỉ ra ngoài và bắt đầu chạy ngay sau khi bạn đã ngồi lâu. Một vài bài tập khởi động trước khi chạy sẽ giúp bạn tránh chấn thương và giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Bạn không cần phải là vận động viên để thực hiện các bài tập này và không cần thiết phải có thiết bị gì, bạn chỉ cần thực hiện một vài bài tập đơn giản ngoài trời để làm cho chân của bạn di chuyển và linh hoạt hơn. Tôi có rất nhiều video về các bài tập này mà bạn có thể xem và cũng có rất nhiều video trên YouTube. Mẹo thứ hai là hãy di chuyển một chút trước khi chạy. Ví dụ như đi bộ trong 5 phút hoặc đi xe đạp đến cửa hàng và quay lại trước khi bắt đầu chạy. Điều này sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho quãng đường chạy của mình. Mẹo thứ ba là hãy chạy bước đầu tiên một cách nhẹ nhàng. Hầu hết mọi người sẽ nói rằng 2 hoặc 3 km đầu tiên là khó nhất trong quãng đường chạy của họ và điều này có thể do cơ thể của họ chưa được khởi động. Vì vậy, hãy khởi động cơ thể của bạn đúng cách để giúp cho quãng đường chạy của bạn diễn ra suôn sẻ. Mẹo thứ tư là hãy tập trung vào hơi thở của bạn. Hãy thở vào từ từ qua mũi và thở ra qua miệng. Điều này sẽ giúp bạn giữ được nhịp độ và tiết kiệm năng lượng. Mẹo cuối cùng là hãy lắng nghe cơ thể của bạn. Nếu bạn cảm thấy đau hoặc khó chịu, hãy dừng lại và đi bộ hoặc tập thể dục khác để không gây tổn thương cho cơ thể của bạn. Hy vọng những mẹo này sẽ giúp bạn bắt đầu chạy bộ một cách an toàn và hiệu quả. 2. Chọn một đôi giày đúng kích cỡ. Việc chọn đúng kích cỡ giày rất quan trọng khi bắt đầu chạy. Tôi nhớ lúc đầu tập chạy, tôi luôn mua những đôi giày sai kích cỡ. Tôi chọn giày phù hợp với chiều dài của bàn chân mà không quan tâm đến kích cỡ chính xác. Chọn đúng kích cỡ giày sẽ giúp bạn tránh được chấn thương và giữ cho đôi chân của bạn khỏe mạnh và thoải mái khi chạy để tìm kích cỡ giày phù hợp bạn có thể thực hiện một số mẹo sau đây tôi luôn khuyên bạn nên đến cửa hàng giày và hỗ trợ cho các doanh nghiệp địa phương bạn sẽ nhận được lời khuyên chuyên nghiệp và được giúp đỡ để tìm kích cỡ và loại giày phù hợp để chạy nhưng nếu bạn muốn tự tìm kiếm có một số mẹo sau đây luôn để khoảng cách một ngón tay giữa ngón chân dài nhất và đầu giày điều này giúp cho chân của bạn có thể di chuyển khi bạn đang chạy bạn có thể lấy lót giày ra khỏi giày và đứng lên trên nó để kiểm tra xem có khoảng cách một ngón tay hay không nên mang tất chạy bộ thay vì mang tất văn phòng hoặc tất len. Rất quan trọng là phần gót của bạn không di chuyển và bạn có thể khóa giày để chống lại việc gót chân di chuyển lên xuống. Nếu bạn muốn kiểm tra xem giày có quá to không, bạn có thể thử bỏ ngón tay vào phía sau giày. Nếu ngón tay của bạn vẫn có thể đi vào bên trong, có thể giày của bạn quá to. 3. Không nên bắt đầu chạy quá nhanh. Bạn nên bắt đầu từ từ và dần dần tăng tốc độ. Người ta thường mắc sai lầm là chạy quá nhanh khi mới bắt đầu và dẫn đến sớm mệt và bỏ cuộc. Ngay cả những vận động viên chạy hàng đầu như Eliud Kipchoge, người giữ kỷ lục marathon thế giới, họ vẫn chạy 80% quãng đường với tốc độ dễ dàng. Để xác định tốc độ dễ dàng của bạn, bạn có thể sử dụng một bộ theo dõi nhịp tim và giữ nhịp tim dưới 75% của nhịp tim tối đa của bạn. 4. Ghi lại các buổi chạy của bạn. Hãy ghi lại các buổi chạy của bạn có thể là điều tuyệt vời vì nhiều lý do. Điều quan trọng là bạn có thể theo dõi sự tiến bộ của mình. Bạn có thể đã chạy 5 km trong 40 phút và sau đó trong tuần tiếp theo bạn có thể chạy 5 km trong 38 phút. Ngày nay, bạn có thể ghi lại dữ liệu trên điện thoại di động của mình bằng các ứng dụng như Strava, Sonter App, Source Tracker và nhiều ứng dụng khác. Điều tuyệt vời là bạn có thể theo dõi sự tiến bộ của mình và giữ cho mình không chạy quá nhiều quá sớm. Sau khi chạy, bạn có thể ngồi xuống và xem lại tất cả các chi tiết và cảm thấy tự hào về những gì bạn vừa đạt được. Bạn có thể thưởng thức smoothie và chia sẻ chi tiết với bạn bè của mình và hy vọng truyền cảm hứng cho họ để cùng bắt đầu chạy. Việc ghi lại dữ liệu cũng là cách tuyệt vời để theo dõi sự tiến bộ của bạn. Khi bạn bắt đầu, bạn có thể chạy 10 km trong 1 giờ và nửa, và sau đó một năm sau, bạn có thể chạy 10 km trong 1 giờ. Đó là cách tuyệt vời để theo dõi sự tiến bộ của bạn, và giúp bạn cảm thấy tự hào hơn về những gì bạn đã đạt được và đang làm. 5. Trang phục trong chạy bộ Việc mặc quần áo phù hợp khi chạy là điều cực kỳ quan trọng. Điều này không nhất thiết có nghĩa là bạn phải đi ra ngoài, và chi tiêu hàng ngàn euro hoặc bằng anh cho các loại quần áo khác nhau, nhưng chỉ cần vài món đồ phù hợp sẽ giúp rất nhiều. Bạn không muốn chạy quá nhiều, nhưng cũng không muốn chạy quá ít. Chúng ta đã từng làm như vậy, khi ra ngoài chạy mặc quần sóc và áo thun trong trời nắng nhưng lại rất lạnh, điều đó không thoải mái, và bạn có thể không thích chạy của mình và sẽ bị giảm hứng thú. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn mặc đúng quần áo cho các buổi chạy của mình. Một quy tắc tốt để mặc quần áo là không phải mặc theo thời tiết, mà là mặc theo nhiệt độ. Nghĩa là bạn cần xem xét nhiệt độ bên ngoài. Ví dụ như nếu ngoài trời là 10 độ C thì cộng thêm 10 độ C đó sẽ là nhiệt độ mà bạn sẽ cảm thấy sau khi chạy. Lý do cho điều này là vì toàn bộ cơ thể của bạn sẽ bắt đầu tạo ra năng lượng và bắt đầu ấm lên, vì vậy tự nhiên bạn sẽ cảm thấy ấm hơn so với khi bạn mới bước ra khỏi cửa. Những bước đầu tiên này có thể khó khăn khi trời lạnh và gió, bạn có thể chỉ cần mặc lớp cơ bản và lớp bảo vệ gió. Sau đó, bạn cũng có thể sử dụng lớp cơ bản và áo thun nếu thời tiết nhẹ và chỉ áo thun nếu trời ấm. Với vài món đồ này bạn có thể tạo ra một loạt các tình huống khác nhau để chạy, và không chỉ là số lượng quần áo mà bạn đang mặc mà còn là đảm bảo rằng bạn đang sử dụng quần áo phù hợp cho môn thể thao của bạn. Điều này có nghĩa là không nên mặc áo thun bằng cô tông sẽ hút ẩm, mà có thể sử dụng vài kỹ thuật để giúp hút ẩm và giữ cho bạn khô ráo và ấm áp. Đó là top 5 lời khuyên của tôi mà tôi muốn biết trước khi bắt đầu chạy. Có rất nhiều tài nguyên và rất nhiều người sẵn sàng nói về chạy bộ, bao gồm cả tôi. Hãy để lại nhận xét của bạn bên dưới và tôi sẽ rất vui lòng trả lời và giúp bạn và chỉ cho bạn hướng đi đúng đắn nếu bạn là người chạy kinh nghiệm hãy để lại nhận xét của bạn bên dưới và chia sẻ kinh nghiệm của bạn để giúp mọi người học hỏi thêm nếu bạn chưa đăng ký hãy nhấn nút đăng ký nếu bạn thích video này hãy cho chúng tôi biết bằng cách nhấn nút thích và chúng tôi sẽ gặp lại bạn trong video ngày mai